camera ẩn được xem là xu hướng công nghệ hot nhất hiện nay, cho phép đặt camera trước bên dưới màn hình tạo nên một màn hình không chê vào đâu được cho người dùng. Nhưng liệu công nghệ này có thực sự cần thiết và hoạt động tốt hay không, và chúng tôi cũng mong đợi nếu mọi người chưa biết để sử dụng công nghệ này. Các nhà sản xuất phải trau chuốt màn hình hiển thị. Đầu tiên là điều chỉnh các điểm ảnh trong vùng màn hình để ánh sáng có thể đi qua để máy thu ánh sáng. Chụp ảnh mà vẫn giữ được khả năng hiển thị tốt. Hai là sử dụng màn hình có độ trong suốt cao ở khu vực màn hình phía trên camera để ánh sáng đi qua dễ dàng hơn. Thứ ba là sử dụng thuật toán AI để cải thiện chất lượng ảnh chụp. Vào năm 2021, hiện đã có hai chiếc điện thoại sở hữu công nghệ mới này là Xiaomi Mix 4 và Samsung Galaxy Z Flip. Trước đó, Việt Nam đã có một hãng điện thoại ra mắt chức năng này, đó là Vsmart Aris Pro. Tuy nhiên, để so sánh hiệu quả của công nghệ này trên cả ba sản phẩm trên, theo mình chất lượng của cả Vsmart Aris Pro và Z Fold 3 đều không cao. Nguyên nhân là do ảnh xuất ra khá nhiễu và phụ thuộc khá nhiều vào phần mềm xử lý. Tuy camera trên Xiaomi Mix 4 được cho là có chất lượng tốt hơn, nhưng so với camera thường thì nó vẫn có những hạn chế nhất định về công nghệ. Camera ẩn hiện nay vẫn chưa được đánh giá quá cao khi các hãng điện thoại vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu để có thể cân bằng giữa chất lượng chụp và khả năng hiển thị. Nhưng trong tương lai, công nghệ này chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng cấp cao hơn để có thể bắt kịp chất lượng của các camera truyền thống trước đây.